Trời, tới chỗ dịch hoài nè ông ơi, có heo sữa đâu ơi. Heo sữa được kìa mấy ơi. À, con heo sữa. Heo sữa. Dạ, heo sữa. Cơ kìa má. Xuân này nó thấy con heo sữa, đổi ý. Đổi với heo sữa giờ nè. Xem có đổi món không? Có đổi thực đơn không? Đơn không kìa. Rồi, chuẩn bị. Không, dạ không. Không. Rồi. Con dịch. Đợi xíu thôi em. Xuống con gái. Xuống không Quỳ? Xuống chứ, xuống chuyện chứ. Trời ơi, con mệt lắm chứ. Thầy con không làm được. Mở cô qua đây nè. Mở qua đó. Đó là một cảnh của bên mẹ bỏ, cha bỏ luôn, thu bà ngoại. Mà cơm chú Phong cho tiền quá trời mà bà ngoại kêu ghé mua con vịt quay, nó nói thôi tốn tiền, nó không dám mua, trời cưng ghê. Nhiêu con vịt vậy cứ? Dạ 300. Nè con lựa đi con gái. Rồi cô mới nói là thôi ăn đi bà ngoại, cứ nó kêu chị cũng bà ngoại nó xe. Thôi ăn đi bà ghé bà mua cho, không dám mua, sợ tốn tiền. Ghê chưa? Con nào? Ừ. Con em ơi lấy con nào nạt cho nó đi. Con nào mà nạt? Lại con dịch mới giùm anh ha. Con, tại vì nó bệnh gan á, nên sợ. Ê nè. Bé bị bệnh nó sợ. Con cái con này nạt không? Con này bự, con này bự. Con này à. Ừ, rồi lấy cho nó con đó. Đây đang lựa chọn dịch quay rồi cô. Ừ, chặt cho nó. Thôi con bé đứng thế. Chặt cho con ha. Bận cái quần. Chặt cho nó đi. Thương quá bận cái quần. Trời thương quá trời luôn. Ờ nó đứng muốn xỉu luôn, chịu vô cái tủ đó. Chịu lại má, dịnh dịnh lại má. Xỉu khôn quá, biết xỉu vô con dịch hả? Xỉu khôn quá. Giá ngoại xỉu khôn quá, xỉu vô con em, dịch. Em nhớ để cái hoa câu với cái đầu dịch với cái cánh để riêng nha em. Để cho Phong về nó kho nó tương. cầm tôi con ké vô hình đó. Không, nó giả vô. Vô đi. Không, cho nó đi vô đây mát chung đi nhân cưng. Vô. Đây. Để cho Phong nó kho nó tương hả? Cho kho nó tương nha má. Nó chia cho chú nó là, chú Phong nó là cái phao câu với cái cặp giò với lại cái đầu đó, còn chú Huy thì cái cặp cánh. Không lại mới còn nạt thì để nó. Huy là cặp cánh. À, ngon không con, ngon không con, ngon ghê chưa? À, nhiệt con về. Đã rồi, quay. Rồi, kéo áo lên. Đâu có chuỗi miệng. Con có nhiều nước miếng không? À, không nhìn quay đây ngon ghê, thơm phức luôn á. Chẳng ra nghe mùi thơm phức luôn. Nhớ chặt cái đầu bự bự ra. cô ăn cơm à. Nhớ ăn gian cho cô xem kênh Phong Nguyễn với Vi Food ủng hộ tụi con nha. Phong Nguyễn với Vi Food. Chị biết không, bé này là hoàn cảnh á. Tội nghiệp dữ lắm. Mà thèm. Bà con cho tiền quá trời, bà ngoại nó xe kìa kêu mua con vịt đi. Thôi ngoại ơi nhiều tiền quá đi về đi. Rồi cái em thấy thương quá em mới kêu thôi ăn đi bà mua cho. Thịt này ngon lắm. Không, thịt này ngon dữ lắm luôn. Ê đừng nói ngon lắm, mình lên rồi bóc đó nha Quy. Cho con cái đầu nhưng mà cho dính miếng thịt mà. Sợ ngon quá trời, thơm quá trời thơm luôn. Rẩy luôn mẹ không cho mày mấy cục. Chiều nước miếng. Không, tại vì biết sao phải ở gần đây là mua bành ra ăn liền. Chị còn đi, bé còn đi ghi hình. Ghi hình, rồi lát mùi đâu ăn ngon. Ghi hình rồi đăng lên Facebook hả cô? Lên YouTube á, em coi Phong Nguyễn với Quy Food nè. Dạ đó rồi, là có con em á. Ờ, có em đó. Có em ở trên hả? Thiệt mà. Ôi, bé bán dịch dễ thương mà. Đừng chịu đi quá để ngó dịch rồi. Chịu ké vô dịch. Thích nhìn hoài luôn á, thích con dịch nhìn hoài luôn. Dịch này chất lượng lắm luôn á. Ờ, không ngon quá chừng. Ấy ra là thông phúc luôn á. Nè con cầm nó đi bà trả tiền. Ê giấc hộp. Ờ văng xuống quá. Bà. Ngon quá. Rồi hai hộp luôn. Thèm quá. Đó. Cái địch cái ổn cái đầu giờ nó nằm đâu không biết luôn. Thôi trời, hai hộp luôn đã đều rồi. Quá vậy ăn cho đã mình luôn được ăn dịch quay. Sao con ăn bánh mì không mua cho bánh mì có bánh mì không cưng? Dạ tặng
tặng rồi. Tặng rồi. Ờ, rồi. Tặng cho mấy mấy hả? Ô, mừng quá, mừng quá. Rồi, hên quá. Cảm ơn cô đi con. À, trời ơi, quá trời ngon rồi. Trời ơi, tặng 5 mẫu luôn. Ờ, cô đó tử tế quá trời, thấy con thương thấy không? Cũng có quà tặng thấy không? Trời ai cũng thương á, đi mua đồ mà còn quà kèm theo nữa mà. Trời ơi. Ôi, chú Phong ganh tị rồi kìa. Trời, cái nón này chú chắc phải đổi nón mới quá. Nón đổi bao nhiêu năm rồi con? Bởi vậy tao nói rồi, mua đồ nó không đòi mà bay đầu không à, chết luôn. Dẫn tụi bay theo không được gì trơn, toàn là tốn tiền không. Toàn nãy không à, tốn tiền không mà nè, cứ trừ. Nói giỡn nha con, nói giỡn chứ không phải vậy đâu. Không phải, mà nói giỡn với mấy chú luôn á. Trời chú nè, bây giờ nè, mà ôi không phải. Hai chú thôi chú, hai chú vậy chứ, hai chú bất hạnh lắm á con. Đây nè, để cho nó 2 đô cho nó lấy hên. Ờ, cái tiền đồng tiền may mắn á. Trời ơi, có 1 đô quá. Không có á. 2 đô hả ông? Ủa, tờ 2 đô mất tiêu rồi ta. Đây, ờ, cảm ơn nha cưng. Ờ, cảm ơn nhiều. Ờ, đây đây, chú cho dưa leo với ấy nè, cảm ơn chú. Ừ, đỡ vậy ta. Hỏi cho con cái. Bây giờ tặng cho con 2 đô, cái đồng tiền này lát là để ngoại Ngọc đưa cho cái bóp. Bỏ vô 2 đô này là lấy hên. Là lấy cái đồng tiền may mắn là hết bệnh đó nha. Rồi thôi đi con gái. Rồi đi. Cảm ơn em nha. Cảm ơn cả nhà. Đi cô, chúc cô sức khỏe. Sức khỏe nha, chúc anh sức khỏe luôn. Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi lên con gái. Đây. Đây coi chừng chúng con nha. Rồi, có chừng một đây. Rồi cảm ơn Quy nhiều. Ok. Bình tĩnh cô ơi, bình tĩnh cho cho bạn nó lên rồi cô. Quên con rồi. Quên này, quên chú rồi mất. Đi lại bụi xong nhắc tới rồi. Rồi. Đúng rồi. Có ăn dịch quay cái nó bỏ chú luôn rồi. Chơi ép nhỏ một lọt ngon ghê, thơm phớt à. Thơm phớt à. Tại mình ở gần đây mình mua con mình ăn hả Quy? Ờ, mà cái ghế đi Quy. Đi ấy quá. Đi rồi, Quy ơi, giúp tôi vé đi Quy. Còn phía bên đối diện là dịch nướng ngon lắm á. Đây coi chừng trúng đậu bé. 2 đô để cái đồng tiền may mắn á chị. Dạ, mong quá. Đồng tiền may mắn đó. Cảm ơn bà ngoại không? Chắc kiểu này bốc quá. Bốc đi, bốc đi. Bốc thử đi. Có ăn tại chỗ luôn không? Bốc thử đi. Đúng rồi, ăn tại chỗ đi con, chứ ngon không? Ăn ăn thử rồi sao? Ăn thử đi. Còn có nhiễu miếng nào không? Thôi ăn miếng đi. Đây nè, 2 đô. Nè 2 đô con bỏ vô cái bớt này nè. Nè, ăn thèm ăn đi con. Ừ, cho nó ăn đi. À, để nhẹ. Không, 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 không được, không được. Để cho ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại buồn đó nha. Ăn đi, đưa bánh bỏ vô đây. Rồi, ăn đi, ăn, ăn. Ăn đi cho ông ngoại, chứ ông ngoại thấy bà ngoại vào ra. Ôi, nó hửi thôi cũng cũng ngon nữa. Bóc cái đùi đi con, bóc cái đùi. Ủa cái đùi đi. Bà ngoại ăn với nó miếng đi, cho nó vui nó ăn. Cầm đi ngoại, cầm đi ngoại. Ngoại cầm giùm con ngay cái máy rồi. Ăn đi, lát ngoài ngoại đưa giấy cho về làm. Nè, chị ăn với nó miếng đi cho nó vui, cho nó ăn. Để nó ăn đi. Nè. Trời ơi, ông nội ơi, cái đùi. Thơm, cái ghê không anh? Không nhận cái đùi này thơm ghê luôn. Rồi sao không mời ông ngoại? Rồi nãy ăn mà quên mời ông bà của bác luôn. Ông mời ông bà của bác. Hết nơi nổi luôn rồi. Bà con thông cảm đi, nó thèm quá. Rồi rồi. À, nó nghẹt luôn rồi, hết nói được luôn. Rồi mời mời ngoại đi, mời bà ngoại đi. Ăn ăn nhà con. Mời ngoại. Ai có sức khỏe con gái. Ăn đi con, ăn đi ngoại không ăn. Ăn đi. Thôi ngoại ăn với nó đi cho vui chứ mời nhiều bà hả? Bà cô bác chưa? Mời đi con, rồi bây giờ mời đi. Ăn bà cô bác. Ừ, dán ăn nha. Rồi có để cho chú tâm gì không? Để chú không cái đầu hay gì? Cái đầu nó mất tiêu rồi. Ờ, đang đi với bà Nguyễn với Phốt nè, đi miền Tây chưa về. À, trời ơi, nó xé miếng da mà sao nghẹn ngào dưới trời. Đang ở công ty hả? Quy làm quá đáng Quy. Quy chùa miệng quá trời ba. Ê, ở dưới còn hộp ông lấy ông lén không ăn không? Đâu đâu? Đâu chỗ nào? Ôi ơi, ông ăn tôi thấy cái miệng ông bóng rõ vàng nha. Miệng ông bóng rõ vàng nè. Ăn một chiếc chùa cái chùa đêm nay. Dạ. Ờ, khi nào đánh con đi. Không chỗ nào bán áo dài không? Còn không biết quá. Ờ, bán áo dài hả?
Ăn áo dài thì ôi, lỡ rồi không quay xe được má, hồi nãy con quên mất tiêu, ở đường kia có, đường đi thẳng là có áo dài nhiều lắm. Trời ơi sao mình nó luôn thì cái đầu khó cưỡng quá. Cái đầu của con bây giờ đầy tới đâu? Để ra đây đi. Phải vô chợ ba. Lấy cái khác. Tao nghỉ trưa đi hiên. Trời ơi nó lan nó nhảy xương luôn má ơi. Nó cà phóng rồi nó gì hết. Qua ăn cái nhảy luôn xương luôn à. Chào nha. Con lắm luôn phải không con? Ừ. Thôi để cho nhỏ ăn đi ông nội. Thương quá. Để cho nhá ăn dạ, đi. Dạ nghỉ ngơi đi. Thôi cho ông bà cô bác thấy nó cũng ăn được á. Ăn đi. Cho nó ăn, không biết là nó ăn được nhưng mà lúc trước không có tiền để ăn. Chứ ăn thì cô bác thương đó. Cô bác thương như mắc cỡ. Rồi ăn đi cho nó ăn, ngồi cho nó ăn cùng nhau. Trời ơi. Cô bác thương mà cô bác đang ăn ngon quá mà ông ngoại kêu đi chợ. Cô chừng có giới cục nào không? Không có giới cục nào. Nó cầm chặt lắm á. Hỏi chị vớt xuống miếng rồi. Rồi ăn cũng rồi đi chợ nha. Ừ. Ăn đi. Ê, cái khăn này nó ông chùi miệng không làm gì. Hết nó nổi ông này luôn. Khăn chùi miệng rồi đưa cho nhỏ. Rồi bây giờ đi chợ với ông ngoại rồi. Cái gì mà nước miếng nghe cô nghe miệng cái gì nói chuyện không được ông nội. Để vô giùm cô đi. Anh này nói chuyện cho nó vui, cho bé nó cũng vui cô chú anh chị. Ăn đi. Từ từ ăn. Ông ngoại đợi. Ăn coi chừng xương đó. Ủa dạ, xong dẹp rồi đó hả? Về tới nhà hàng con, đừng nôn. Trời ơi, cô đó thấy nó thấy thương, tặng dạ. Cho 5 ổ bánh mì. 5 ổ bánh mì đó, 5 ổ mì luôn á. Bạn nó đi tới đâu cũng vậy á, ai cũng cho thương vậy đó. Ăn 5 ổ bánh mì. Chứ bệnh viện mà bác sĩ còn phải cho tiền nó nữa đó. Trời ơi. Ừ, không nhiều, 100-200 bác sĩ lần nào cũng vậy. Đãi gì trời. Thấy trên cơm được thiện ăn á, cái bác sĩ nói thôi thấy bé tội nghiệp quá thôi. Cho tiền mua cơm đúng không? Cô mua cơm thịt cho bé ăn đi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, bác sĩ cũng có tâm dễ sợ luôn. Bác sĩ gì nghe có tâm quá trời má ha. Bác sĩ xin cơm cho con ăn. Đúng rồi, bác sĩ xin cơm cho con ăn. Cho tiền rồi còn xin cơm nữa kìa. Cơm nào cơm mặn á bác sĩ xin cho nó. Vậy. Con để ý ông ngoại hai đang mỉm mỉm cười. Nhiệt hơn quá. Rồi lau tay đi mua đồ rồi lên ăn tiếp. Nhắn cơm. Đi đâu nữa má? Vô đây, nè. 2 đô nãy bỏ vô bóp cho nó đi chị. Nè, bà ngoại đưa cái bóp này cho bỏ có tỏ tiền lẻ nào vô. Bỏ vô đây cho cái đồng tiền may mắn cầm ha. Ai đi ra ngoài có bóp đâu cầm nữa ha. Chạy đi. Chưa nắng 11, 12 giờ chưa. Dẫn bé đi mua đồ đây. Rồi, chừng nó cắn nha. Kéo mạnh vô. Đó, cầm đi. Chìm nổi. Má mua quà cho con dâu trước. Cái gì? Quy nó kêu mua vàng cho nó rồi má. Con trai. Đâu? Không. Ý dạ. Quy mày chỉ chỗ bán giải chỗ nào. Chị biết chỗ nào bán giải không chị? Không chị này, chị biết chỗ nào bán giải không? Giải áo dài rồi cho em bé nè. Dạ, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Mấy tờ? 6 tờ quý. 28. Từ từ đi nha, có mệt lắm. Đây, các con không có giải, đây áo dài. Chị đây mình có bán giải áo dài học sinh không chị? Dạ, chị biết chỗ nào bán không? Dạ, giải cho em bé không, học sinh đó. Dạ, dạ, em cảm ơn nha chị. Cảm ơn. Không có giải. Ở định vàng quá, là đậu đẹp quá. Em mê quá, không có tiền. Có tiền vô đây. Ê, mày miếng ra nhìn tao chứ, tao vô đây chút. Nè, dạ. Che em đi. Ủa, thôi, dẫn vô mé được quá. Dẫn, không che em đi, tao vô đây cái. Dạ, dạ. Dạ. Con có vàng mà má. Không tao đi. Má đi mua vàng. Vàng ai biết chắc cho ông á. Vậy là cái này chợ cũ rồi vô chợ mới đi trước bên kia mới được. Bên kia. Năm 93 luôn. Đúng rồi, đúng rồi, vô chợ mới chẳng biết có vàng. Nụt vàng quá trời.
tiệm vàng Kim Phượng. Sát sát vô con. Thấy đường xe chạy không đó. Vô bảo vệ má đi ông nội. Mà đi có con ớt. Quá trời hạnh phúc luôn rồi. Đừng có đè đè nó xuống nữa, đè nó xuống cái lỗ tai. Này vui dữ không cô? Tôi mừng dữ lắm rồi đó, giờ thì cô mà từ đó giờ mấy chục năm nay thì chưa được số tiền vậy đó con. Cô không ngờ luôn á. Cô cũng đâu là từ con giúp đỡ được cũng gần 5-10 triệu hay 10 triệu thôi chứ không có nhiều. Mà gần tổng cộng là hết tới ngày hôm nay gần 90 triệu đồng rồi cô biết, rất là lớn. Dạ. Không ít đâu. Rất là lớn. Cô cũng ăn cơm để nghe cô chị cũng dạ. Ở đồng ngoại ngay đó đi. Ăn thì cũng cho bé ăn chứ không có ai. Đúng rồi. Để ông ngoại cũng dặn đấy, ví dụ như dòng họp cô bác rồi mượn là không có cho mượn. Đó là chủ yếu là cho bé chứ không có ai mà đụng vô cái số tiền đó được hết. Vô rồi không có trả rồi tới chừng mà hôm bé đi không có tiền nó không có đâu. Ở nhà rồi để dành cho nó tuyệt đối chứ. Chị Ngọc cũng đang đi kiếm chỗ để mua áo dài cho bé Quyên. Ờ, đi con. Xe kè ngoại. Ở chừng xe đó, chừng xe đó. Rồi đưa cái dùng cho bà ngoại đi. Xe kè, xe kè. Cái quẹo gì đó, cái em nói là có bà sao bà. Dạ, có bà chú rồi chú. Đừng nói ổng, bí mật. Đi má. Có gì? Tao nói lén mày. Tao nói lén mày. Đổ mà đâu nổ nhưng mà đâu sao. 23-8 mà nó hơi bị cũ đổi. Đổi 23. Mới đổi bên này nè, tiệm này nè. Không ai cũ lắm. Cái tiệm này là cái tiệm mà ai nó đổi chứ. Có nào, tao đem có nào. Phải chồng có chưa đi tưởng kia. Đổi nhiều. Đổ thử coi sao. Má đưa đi con. Đừng nấu nha. Thằng Phong nó xin hình. Má đi qua kia. Kệ đi má. Thôi kệ đi. Vậy mày đi trước với em đi. Tao đây tao nói chuyện nhỏ. Vô tiệm tao má. Rồi nó ăn mệt không con? Dạ con mệt nấu nha không? Đây không có biết à. Con mệt thì nấu nha. Chỗ nào bán giải ta? Cha trời ơi. Em vô hỏi. Đi muốn lè lưỡi luôn á ơi. Chị ơi. Chị vô làm cho em hỏi có biết chỗ nào bán áo dài, giải áo dài không chị? Lại chị lọ. Dạ dạ. Lại chị lọ cho sắp bên đây. Em cảm ơn nha chị. Dạ dạ, em cảm ơn ạ. Lọ nào. Đọc có chữ nào lọ nha. Không. Chắc kêu tên nó còn bản hiệu không có hay gì. Hình như cái chỗ này mới qua phải không á. Nên nè, thấy áo dài quá trời cháu á. Giải á, cho nên mình đông mua áo. Mình giải mà. Đây đây không á? Đâu? Ở đây áo dài quá trời nè. Đâu có gì. Dạ hả chị? Dạ, cảm ơn chị. Dạ dạ. Ờ, chiếc lọ rồi má. Đó. Hai chiếc xe đạp á. Dạ. Sao mày hay dữ Phong? Dạ. Đây đây chỗ này đây phải không? Ờ đúng rồi chứ lọ đó má. À, anh cho em xem giải áo dài của em bé này, áo dài đi học á. Đi vô đi con, đi vô đi con, đi vô đi con, đi vô đi. Chào chú dễ thương. Rồi con mặc áo dài nào đó cô lấy cho con đi học phải không? Dạ cho nó áo dài đi học á chị. Rồi, con thích rồi, nào rồi, đó con lấy đi. Rồi.
chị vô chị lựa cho nó đi chị. Nào. Sao nè. Nó học lắm mấy. Vô trong con chó mát quá. Vô đi em vô. Con nói mì đồ ngay 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 thật đó. Chẳng qua chứ. À, lựa áo dài của chú anh chị ơi. Học quần mát mát dữ. Giỏi dữ ha. Học giỏi dữ lắm cô. Cô bác Mạnh Quân thương bé dữ lắm á cô. Quá trời giỏi luôn. Quá trời giỏi luôn. Quá trời giỏi luôn. Quá trời giỏi luôn. Mà dáng ăn cho cao lên bằng áo dài mới đẹp con. Trời ơi, dáng ăn bự là đẹp lên nè. Cái này được không? Con thích không? Bận vô mới được á. Ủa mà cái này giải mà. Giải rồi về mai. Dạ về mai. Con mèo. Con mèo hiên. Chịu con này không? Không? Hai cái khá rồi. Lấy bụng khá. Đó. Màu đó đẹp đó con. Ở đó đó. Cái này. Cái này thấy không? Thấy chú Phong thấy hay không? Con gấu. Chú Phong dòm cá là ok liền thấy không? Cắt cái áo dài với cái quần đi. Cái quần đen đen rồi. Rồi lên đi con. Lên đo cái quần con đi. Ông bà xúc quá rồi, giờ bà dỗ luôn đi. Thôi. Con đưa quần coi. Cắt cái quần cho nó chín tết đi con. Cho nó đi. Tuổi không chín rồi mà đẹp vậy. Vậy đó hả con? Dạ. Dạ. Có bao nhiêu một áo chị? Chịu cái đó. Mai mai má ơi. Hả? Mai em á. Gì mai? Không mai chứ đâu có dễ gì cắt giùm mai. Áo này nhìn nóng quá. Người ta sao? Không có cái nào nhỏ giống như nó vậy. Mua giải cắt giùm mai mới. Mua giải mà. Dạ. Mua giải mà. Cái đó như dạ mai dạ cái đó cắt về nhà người ta thợ mai cho nó chứ đâu có nó nhỏ quá mà thấy thú gì cũng được dạ. Con bé này vậy là cắt cho nó mà cáo dài 1.5 thôi nha dạ nó nhỏ đó chị nhỏ chứ người lớn là 2 tháng dạ em bé mà hả lựa giải chưa má nó đang lựa đó thì vô chú Huy tư vấn cho nè rồi có rồi bây giờ sao lấy quần luôn ha có rồi hả luôn cái nguyên bộ luôn dạ nguyên bộ luôn mét rưỡi à, em mừng. Cái áo không là mấy rưỡi cái quần nó chín tết kia nó học nó mặc quần đen các quần đen gì? Quần đen ha con ừ, quần đen dạ rồi vậy là chị mai quần luôn ha con ha dạ mai quần luôn đúng không dạ rồi em luôn cắt cho nó cái quần luôn chị bận quần nó muốn tuột luôn thôi má quần muốn tuột luôn à chị em hỏi nè quần nó 1.5 mai đủ 2 cái không không chín tết 18 có áo là mấy áo chắc một áo hả? Một áo là một quần thôi chứ. Em tính mua con 2 bộ nha. À, 2 bộ. Sao ạ? Cho con 2 bộ đi đỡ có đổi. Hai. Ở nhà nó có. Ở nhà con có rồi. Còn mấy cái. Tại mấy cô thương thì. Ừ. Sao tốn tiền không anh? Anh Mỹ không chịu mua. Không có chịu mua. Thương quá chị. Ông Nguyễn à? Dạ. Ông Nguyễn chị. Đây WeFood nè. 2 kênh. WeFood đó chị. Cho nó 2 cái quần đi. Không cái hỏi mẹ hỏi bà đó có chịu không? Chịu cho 2 quần thì cắt 8. Đây nè, mấy chậu này cho nè. Rồi chịu không thôi. Nhưng mà nó không chịu nhận mà nó nói thôi nhà nó có nhiều mà. Không. Một quần thôi. Không chịu chứ em muốn nhiều đó chứ. Có đáng gì đâu. Ở nhà nó ra chịu. Có người ta mới cho nó 3 cái áo dài cũ với 3 cái quần cũ rồi. Đồ cũ chứ không phải cho đồ mới. Cho đồ cũ. Vậy mà nó cũ mấy. Đồ mới không nhận. Nè con ngồi đây cho đỡ mệt nè. Ngồi xuống đi con gái. Dạ ngồi đi con. Ngồi đi cho đỡ mệt. Ngồi đi con ngồi đỡ mệt. Đây. Cho nó bận vừa không? Không em nhà em mua cái mới mai nè chứ cái vụ kia. Không biết cái vụ đó em không đành luôn ngoài. Vừa. Tôi thấy nó nhỏ vậy nhà. Con mua gì nữa không nè? Mua gì nữa không? Mua đi. Lựa đi mua đi. Lựa mua đi. Ở đây đâu có bán quần áo sẵn hả chị? Chị biết chỗ nào bán quần áo sẵn không? Hỏi em quẹo để chứ cô ăn. Chỗ nào không? Trời ơi, con không nổi con không biết nữa. Thêm vàng Phan Ngọc đằng này nè. Dạ. Có cái đường hẻm này. Em mua quần áo cho con hen. Dạ. Hỏi cô ăn, người ta chỉ hỏi mấy bà bán bánh đó, tặng áo à chứ nó không chịu mua vậy này nhiều như tiền chi. Ngày đi học thì cái này 80.000 áo này 120 cái quần này áo bà 70 đi. 79 là cưng. Áo dài mai. Dạ. Đây cho em gửi.
gì vậy? Nè con. Nè chị cầm cho nó đi chị. Chút nữa anh đợi nè, anh hỏi em đi tới, anh hỏi cô ăn rồi chị. Đường lên xuống nè, nếu không có bán quần áo. Em mới gặp giờ gặp nữa. Dạ em đi coi chú cô mong mai bán đất nha. Cảm ơn con. Đó bự bự đâm đất đi vô luôn. Vô luôn. Đi đi. Cô kia chị đúng rồi đó. Vô luôn vô luôn. Giờ này con. Đúng rồi má đúng sai má ơi. Vô lửa đi. Đúng sai này. Quần áo cho bé này con nha. Chị ơi có đòi cả bé này chị. Mua đồ đi sớm đi, có đồ đi sớm không? Lửa. Con thích nào con? Mặc mấy đồ này cho mát cái nhà này mát. Đây luôn. Má 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 uống cho bé lửa mà cái đồ. Em biết nó lửa. Đó mà già ông nè. Đâu nè, con bé nhỏ con mà. Không biết để nó lửa đi. Vậy là con. Mua màu sáng sáng cho nó đi. Nó ốm đừng mua màu tối. Bé này nó phải thích màu tối, quái ngộ. Màu sáng sáng đi cho đẹp. Không mấy này sáng tinh nhờ không có tối đâu. Sáng tinh. Cái này coi những cái đùi này đùi. Ờ. Đùi. Mua mấy chú quần dài để có đi đâu mặc nó lỡ á. Lỡ. Cái này. Cái này lỡ nè, bỏ này ra nè, cái đó lỡ nè, này lỡ nè. Cái nào dài á? Lỡ. Không có quần dài hả chị? Không. Không vậy đi đi chỗ cái này chị biết chỗ nào quần dài không? Vậy chứ phải đi ngược trở vô trong chợ rồi. À. Chợ nào? Chợ mới chợ mới hả? Rồi sao? Cô vô chợ mới xa lắm. Hai bộ. Lấy đi. Cái này. Đồ gì? Cái này. Tôi gặp bạn đây nữa. Trời. Quay laptop. Quay laptop. Dạ chị. Dạ thường quá. Dạ. Dạ thôi được rồi. Gì đồ lớn chứ 5.000 chứ ta. Của người lớn là 101 á tại vì phi đồ. Thà lớn đi. Nó mát. Thà lớn đi nó rẻ hơn này. Hai hai bộ này nhiêu? Dạ 109. Em bán bao em bán giảm không nó đắt hết. Bán bao nhiêu? Đây, chị, Ngọc này á, chị Ngọc á. Chị biết nãy giờ chị đi đâu rồi quá. Em xem tên cái này nè. Có chị thấy chị của em. Không phải, cái này của thằng này nè, chúng phải của em. Mà em thấy mặt chị nó mặt nó laptop đi. Cảm ơn chị nha. Trời đám cười. Nhìn thấy cái laptop đi. Chết luôn. Sao? Này cho bạn mắt. Chị chỉ cần mà. Chị Hia nãy giờ Hia đi lấy đi luôn. Chị ngoại, chị ngoại. Chị ủng hộ một phải tờ đi. Trải pha rồi. Bà cáo gì chung mua đồ ẹo ẹo không cáo luôn. Sao thông tiền. Bà Hia nha. Bà Hia. Bà cáo gì mua ẹo ẹo không. Không có không có chịu mua. Mình tốn tiền. Tốn tiền ghê đi. Tốn tiền có mà lại không tâm. Tốn tiền nha chị, cái thương dễ sợ chưa. Tao tốn tiền. Tốn chín hả chị? Ủa sao mai mua ngộ người ta chỗ nào cũng 199 người ta. Trời ơi. Ê có số 19 không chị? Có số 19 không? Không, nó đánh đề. Kia. Không có 9 kia. Kia có số 19 không kia? Có 16 à. Nè, đưa bóp đây ra cho cái lọc vô bóp luôn mấy tờ đi, lẻ lẻ đi, đừng có đi học. Mà có tờ 2 đô đó là không có xài được đâu. Nè. Bạch cái túi. Bạch cái bóp ra không có đồng bạc nữa. Nè. Sao mà khô méo vậy? Đó. Bỏ vô. Lọc đi nha. Lọc nha. Nè. Trời ơi. Cho lọc hết luôn. Đi. Đó. Nè. Bóp còn mà. 2 tỷ nãy cho rồi. Bóp bóp này cũng trống rồi nè má. Bóp đó không cho. Nè. Cái gì vậy? Nè. Không, không bóp lại cho. Nè. Trời ơi. Quá trời luôn. Lọc cho hết. Quá nhiều rồi. Được chưa, được chưa? Cảm ơn bà ngoại đi con. Được rồi. Được rồi. Nè chị, ủng hộ mấy tờ. Tại ủng hộ kênh Phong Nguyễn với Vương Quốc mấy bộ, mấy ủng hộ đó nha. Chứ còn... Anh Đào hả? Anh Đào này chúc, chúc Hia nhiều sức khỏe. Anh Đào. Cảm ơn Hia. Ủa cảm ơn mà má. Hai tỷ. Ủa số đẹp có gì hết. Không biết gì. Hia số này đẹp dữ hả? Vậy là chị ra không? Số xấu cho nó ra. Trời ơi, số đẹp dữ dằn luôn á. 4 tỷ. Kết thúc. Kết thúc cuộc hành trình. Rồi cảm ơn hơn Hia nhiều. Rồi đỡ đỡ bé đi kìa. Ôi bỏ cái dù rồi. Đây cái dù đây má. Con nên cầm đi nè. Rồi cũng mua đồ xong xuôi hết rồi cô ông bà cô chú anh chị ơi. Mua gì nữa không con? Cặp sách rồi có chưa? Con có. Nào trời tội nghiệp bé Nguyên lắm bà con. Kêu mua là không mua.
sợ tốn tiền, bà ngoại kêu mua gì đi bà ngoại lựa đi, bà ngoại cũng mẹo mẹo sợ tốn tiền. Ờ, bé thì đi chung với mình luôn rồi má ơi. Vậy thì mời lên xe. Mời lên xe lên Sài Gòn bán luôn. Dạ thôi chào khán giả luôn đi má ơi. Dạ. Xin cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi kênh của con Nguyễn với Nguyễn Phước. Chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe. May mắn nữa. À, xin chào. Hẹn gặp lại video tiếp theo.